Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019, chương trình thời sự có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tây Ninh họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Lãnh đạo thăm các doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Huyện Đoàn Đăng bàn với mô hình đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm thân thiện môi trường. Thu nhập khá từ trồng cam. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị, tối ngày 11 tháng 10, tại khu giải trí Bào Cà Na, gần 200 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 1945, 13 tháng 10 năm 2019. Cùng đến chung vui với các doanh nghiệp có ông Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự buổi lễ còn có các đại biểu, nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, lãnh đạo các sở ban ngành. Trong lời chúc mừng đến các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân ghi nhận những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn và chân thành cảm ơn các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã lựa chọn Tây Ninh là điểm đến để đầu tư. Trải qua 74 năm phát triển, Doanh nhân Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, tham gia hầu hết các thành phần kinh tế và đang vững bước trong quá trình hội nhập quốc tế. Riêng tại Tây Ninh, toàn tỉnh hiện có 5.230 doanh nghiệp với tổng nguồn vốn đăng ký là 90.847 tỷ đồng. Đồng thời, Tây Ninh đã thu hút được nhiều doanh nhân nước ngoài tham gia đầu tư 314 dự án FDI với vốn đăng ký trên 6,6 tỷ đô la Mỹ. Đông đảo nhất vẫn là thành phần kinh tế tư nhân hoạt động trên 30 lĩnh vực, nhóm ngành nghề khác nhau. Qua xếp hạng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số PCI Tây Ninh từ vị trí thứ 19 trong năm 2017 đã tăng 5 bậc trong bảng xếp hạng năm 2018. Điều này cho thấy sự nỗ lực rất lớn, tính hiệu quả của công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và xem trọng vai trò doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh trong những năm qua. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, trong thời gian qua, tỉnh Tây Ninh đã phấn đấu nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đột phá mới trong khâu giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trong thời gian tới, thì lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp với những cái giải pháp rất là thiết thực, như là tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thông qua các kênh tiếp xúc, đặc biệt là duy trì và cái kênh thông tin đối thoại doanh nghiệp hàng năm, rồi tiếp tục là đẩy mạnh thực hiện cái cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là xây dựng cái môi trường đầu tư thật sự thông thoáng. Nhìn chung, công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư cũng luôn được tỉnh Tây Ninh quan tâm đặt lên hàng đầu. Thông qua xúc tiến đầu tư tại chỗ, tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai và hoạt động của dự án, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cung cấp những dịch vụ công tốt nhất nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp, qua đó hình thành các doanh nghiệp đầu mối để kêu gọi các nhà đầu tư mới trong và ngoài tỉnh. Một doanh nghiệp đã ghi nhận nỗ lực này của tỉnh Tây Ninh trong thời gian qua. Bản thân khu công nghiệp Thành Công cảm nhận là các sở ban ngành đã tạo điều kiện rất nhiều cho các doanh nghiệp. Và cũng nhân dịp này tôi xin chúc một lần nữa là tôi cũng hy vọng là các sở ban ngành của tỉnh cũng như lãnh đạo tỉnh tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp ở trong khu Thành Công cũng như là trên tỉnh luôn đồng hành với các doanh nghiệp chúng tôi để cùng chúng ta cùng nhau phát triển. Buổi họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam tại Tây Ninh đã ghi nhận quyết tâm của các cơ quan chức năng liên quan trong việc xây dựng mối quan hệ gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo một cách thiết thực nhất, đảm bảo quyền kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và thực hiện tốt phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời gian tới. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, ngày 11 tháng 10, ông Nguyễn Đình Xuân, Bí thư Huyện ủy Tân Châu cùng đại diện các ban ngành đoàn thể huyện đã tổ chức đi thăm và tặng quà một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.
Đoàn đã đến thăm các doanh nghiệp như công ty cổ phần cao su Tân Biên, công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Hưng, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất Bá Vương, doanh nghiệp tư nhân Hải Hà, doanh nghiệp tư nhân Huy Thiện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Định Khuê. Thay mặt đoàn, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Đình Xuân đã thăm hỏi tình hình hoạt động và lắng nghe những thuận lợi khó khăn của các doanh nghiệp, đồng thời chúc các doanh nghiệp hoạt động ngày càng hiệu quả, đóng góp vào ngân sách nhà nước cũng như sự phát triển của huyện nhà, tiếp tục chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong thời gian tới. Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo tỉnh đoàn Tây Ninh do anh Nguyễn Tiến Tân, Phó Bí thư tỉnh đoàn Tây Ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng các doanh nghiệp cùng các doanh nhân nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đoàn đã thăm Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Tây Ninh, thăm Viễn thông Tây Ninh VNPT Tây Ninh và thăm Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Bảo vệ Phát triển Toàn thắng 24 giờ trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Tại mỗi nơi đến thăm, anh Nguyễn Tiến Tân, Phó Bí thư tỉnh đoàn Tây Ninh đã bày tỏ niềm vui và chúc mừng sự phát triển của các doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Phó Bí thư tỉnh đoàn Tây Ninh cũng bày tỏ sự tri ân trước những đóng góp, sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân trong các hoạt động của tổ chức đoàn, hội, nhất là các hoạt động vì an sinh xã hội. Thưa quý vị, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, áp dụng bài bản khoa học kỹ thuật sản xuất cho mô hình cây ăn trái. Sau 5 năm thực hiện, ông Lê Minh Quốc Hưng, xã Tân Bình, huyện Tân Biên đã tạo dựng một vườn cây ăn trái với diện tích hơn 30 hectare cam quýt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Lê Minh Quốc Hưng, xã Tân Bình, huyện Tân Biên là một trong những hộ dân điển hình trồng cam quýt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2015-2016, ông Hưng bắt đầu thực hiện việc chuyển đổi sang trồng cam quýt. Sau 2 năm rưỡi trồng, vườn cam quýt của ông bắt đầu cho thu hoạch. Nhờ biết cách chăm sóc và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên hơn 30 hectare cam quýt của gia đình ông phát triển rất tốt. Hiện nay, mỗi vụ 1 hectare cam thu hoạch trên 20 tấn trái, cho lãi khoảng 70 triệu đồng. Đối với quýt, thu hoạch 30 tấn một vụ, cho lãi 150 triệu đồng trên 1 hectare. Ông Hưng cho biết, để trồng cam quýt đạt hiệu quả, mang lại hiệu quả cao, cần phải lựa chọn cây giống tốt, sạch bệnh từ nơi bán cây giống có uy tín. Khi trồng cần thường xuyên kiểm tra bộ rễ của cây, theo dõi sự phát triển của màu lá. Cây cam chủ yếu bị bệnh vàng lá nên thường xuyên theo dõi phát hiện bệnh để có hướng điều trị kịp thời, đặc biệt phải phun thuốc định kỳ nhằm chủ động phòng ngừa các loại sâu bệnh. Không chỉ làm kinh tế giỏi tạo thu nhập ổn định cho gia đình, ông Hưng còn tạo ra công ăn việc làm cho hàng chục nhân công tại địa phương. Ngoài ra, ông còn thường xuyên giúp đỡ những hộ dân mới trồng cam trên địa bàn. Ngày 11 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Tây Ninh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Rường Đông, huyện Hòa Thành tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình điểm chi hội phụ nữ 503 sạch xây dựng nông thôn mới. Theo đó, 5 tiêu chí 50: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Và 3 tiêu chí 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, qua đó góp phần thực hiện thành công các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đảm bảo các tiêu chí 50-3 sạch, chi hội phụ nữ ấp Trường Lưu đang duy trì mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp và an toàn giao thông, tuyến đường hoa phụ nữ tự quản thắp sáng đường quê với tổng chiều dài gần 2.800 m. Đến nay, chi hội ấp có gần 940 gia đình cán bộ hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 50-3 sạch, đạt gần 84,2%. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tặng giấy khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện mô hình điểm chi hội phụ nữ 50-3 sạch xây dựng nông thôn mới. Sáng ngày hôm qua 11 tháng 10 năm 2019, tại khu di tích lịch sử quốc gia Địa đạo Lợi Thuận, Công an huyện phối hợp với huyện đoàn Bến Cầu tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật và giao lưu giúp đỡ cho thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống trên địa bàn huyện năm 2019. Đến dự có chị Nguyễn Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh và 60 người là đoàn viên thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến trên địa bàn huyện về tham dự. Tại chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên đã được Trung tá Lê Văn Việt, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an huyện tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó, nâng cao được nhận thức kiến thức về pháp luật, kỹ năng sống cho thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến, người chưa thành niên vi phạm pháp luật hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện, đồng thời giao lưu chia sẻ tâm tư nguyện vọng, lắng nghe đề xuất kiến nghị của các bạn đoàn viên thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến về việc giúp đỡ động viên, tạo việc làm cho các bạn thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến.
sáng ngày 11 tháng 10, tại xã Gia Bình, huyện Đoàn Trảng Bàng tổ chức ra quân thực hiện điểm mô hình đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm thân thiện môi trường. Theo đó, cứ vào thứ Sáu tuần thứ Hai của tháng, hoạt động đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm thân thiện môi trường sẽ được duy trì tổ chức. Mỗi em học sinh, mỗi người dân chỉ việc mang các loại rác thải nhựa, các loại rác thải có thể tái chế được đến với gian hàng để đổi quà. Tùy theo trọng lượng rác thải nhựa mang đến, mỗi người có thể đổi mang về các quyển tập trắng, bút chì, ly thủy tinh, bình thủy tinh, ống hút tre, v.v. Trong lần đầu ra quân thực hiện, đã có rất đông các em học sinh và người dân đến tham gia mô hình. Huyện Đoàn Trảng Bàng đã thu gom được gần 100kg rác thải nhựa các loại, qua đó góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức của các em học sinh và người dân trong việc chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Sau lần thực hiện điểm này, mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng tại các xã, thị trấn trong toàn huyện. Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài cho biết, vừa bàn giao đối tượng Lê Hữu Phước sinh năm 1983, thường trú tại phường Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, và chiếc xe gắn máy hiệu Honda mang biển kiểm soát 61B2-0058 cho lực lượng công an tỉnh Bình Dương tiếp tục xử lý vì hành vi xuất cảnh trái phép và vận chuyển tiêu thụ tài sản xe gắn máy không rõ nguồn gốc. Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2019, tại khu vực cảnh giới Tà Bang thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, các chiến sĩ biên phòng phát hiện Lê Hữu Phước điều khiển xe gắn máy đang đi theo đường mòn xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tiến hành kiểm tra hành chính thì Phước không xuất trình được giấy đăng ký xe gắn máy mình đang điều khiển. Tại đồn biên phòng Mộc Bài, Phước khai nhận là mua xe gắn máy trên của một người đàn ông tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương với giá là 2,3 triệu để mang sang Campuchia bán lại kiếm lời, lấy tiền đánh bạc. Trong lúc đang tìm đường vòng đường tắt để xuất cảnh trái phép thì bị phát hiện bắt giữ. Phước cũng khai nhận đã nhiều lần đem xe gắn máy sang Campuchia cầm và bán lấy tiền đánh bạc. Phần cuối chương trình hôm nay sẽ là thông tin về trật tự an toàn giao thông. Mời quý vị cùng theo dõi. Tình hình tai nạn giao thông xảy ra một vụ va chạm giao thông làm bị thương hai người. Lúc 18 giờ 30 phút ngày 11 tháng 10 năm 2019, trên đường nhựa thuộc ấp Đồng Rùm, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển số 70K1-52721 do Lê Nguyễn Hoàng Khải điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Suối Dây về xã Tân Thành, huyện Tân Châu. Khi đến khu vực trên thì va chạm với xe mô tô biển số 70G1-36391 do Nguyễn Văn Vũ sinh năm 2000, ngụ ấp Đồng Kèn, xã Tân Thành, huyện Tân Châu đang đi cùng chiều. Tiếp đó, cả hai xe tiếp tục va chạm với xe ô tô con biển số 70K1-07546 do ông Trần Bình Thạnh sinh năm 1975, ngụ xã Trà Vông, huyện Tân Biên điều khiển, đang đi theo chiều ngược lại. Hậu quả, Lê Nguyễn Hoàng Khải bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Tân Châu. Nguyễn Văn Phủ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Tây Ninh. Nguyên nhân ban đầu do Lê Nguyễn Hoàng Khải tránh vượt xe khác không đảm bảo khoảng cách an toàn. Công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã thực hiện 221 ca tuần tra, phát hiện lập biên bản 202 trường hợp vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm vi phạm liên quan đến nồng độ cồn 60 trường hợp, lưu thông ngược chiều 17 trường hợp, vi phạm tốc độ quy định 12 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 4 trường hợp, chưa đủ tuổi 13 trường hợp, vượt đèn đỏ 23 trường hợp. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh hôm nay xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình, quý vị vui lòng truy cập vào fanpage YouTube Đài Truyền hình Tây Ninh. Chân thành cảm ơn quý vị. Xin kính chào tạm biệt.